À cô chú ơi, lại là Mẫn đây. Sáng nay á, Mẫn sẽ đi thăm gặp chùa. Cô chú á, đi thăm gặp chùa với Mẫn nha. Bữa nay á, Mẫn đi sớm hơn hôm bữa. Hôm bữa Mẫn tới đây là 5:10. Bây giờ Mẫn tới đây á, là 5:05 thôi à. Mẫn đổi cái đèn này lên. Chỗ mới luôn cô chú, kiếm được cái chỗ mới tinh luôn, hy vọng là sẽ ổn. Ai da, cái đầu tiên không có dính. Mình nó tắt vô thêm chứ không ta. Ui, nó nằm trong bóp vậy. Cô chú nhìn cái gạch của Mẫn thì nó lăn bù nèo luôn. Quá trời quá đất rồi. Nó lăn đồng quay luôn. Lấy được cái cờ là khỏe rồi. Trời luôn. Cái mua cái
mình nó tắt vô nhiều quá. Thank you.
đổ mồ hôi dữ luôn á. Giờ này lấm viết lên lấm chuột đang chụp ra ngoài hết đi. Lục bình dưới là mẫn hồi hộp lắm, tại vì cái bến lục bình dưới toàn là lục bình non không à. Bạn nữa một hai ba bốn cuốn nhum mày, bốn cuốn nhum ba cơm.
là cái đầu này sẽ dính. Ở đây giống bánh nhất nha. Ở đây cơm nhiều. Lượm tiếp. Gặp luôn mà không dính. Mất tiêu hết những thứ này. Mất hết miếng mồi luôn. Mà không thấy chuột đâu.
bạn nhiêu tuổi rồi? 74. 74 rồi hả? Cắt cái này có mệt lắm không? Người vừa sức ạ. Này tao mua biết nhiêu bà? 20 cũng có giá nha. Mình khô quá nha. Dạ. Có chỗ 23. Có chỗ 18 nữa. Theo cái lồng đó mình đổ cơm ra. Ơi cống. Yeah.
quá trời cô chú ơi, quá trời đã luôn này. Sập gặp hết mồi mà không có chuột. Tắt bóng nhung vô rồi. Kỹ lại mới được. Cái nào mà hết mồi mà không có chuột là về nhà phải kiểm tra kỹ lại của chú. Không biết nó tung ra đường nào. Cái này chắc có chuột quá. Cái cờ nó ngã nghiêng ngã bảy luôn này. Ngã nghiêng ngã ngửa chứ. Nãy giờ mình thăm 40 phút rồi. Mười hai, 22 cái mới đủ. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 cái đủ rồi cô chú ơi, bữa nay mất đi 32 cái gặp lận. Dữ dằn cô chú ơi, nắng nó chưa lên thùng vẫn tranh thủ thăm. Vậy là 27 cái gặp, bận mua thêm 5 cái nữa, rồi là 32 cái. 32 cái dính 10 10 19 cái là 10 13 cái không có. Được bao nhiêu con chuột ý ta? Chuột cống. Để mẫn xuống mẫn lượt coi chú. Quay mặt cái mặt không có quay mà. Mới gom lại đùm vậy cho cô chú nhìn cho nó dễ. Gì vậy trời ơi, không dữ gì trời. Con này uống cô chú nha. Con này uống nu luôn. Con này cũng uống luôn. Con này cũng uống dữ dằn luôn. Lông đen kịnh hà. À, công nhận á, mình thấy con chuột con nhum á, mình đi tới đâu á nghe cái tiếng khè của nó là mình phát hiện ra mình biết à. Trời quá đất luôn. Nói chung á là hôm nay á Mẫn bội thu chuột cô chú là kể từ ngày hôm nay trở đi, kể từ lúc mà Mẫn mua gặp chuột, Mẫn mua cái giỏ này trở đi thì Mẫn xác định là mình sẽ sống với cái nghề đặt gặp chuột luôn. Thật ra đặt gặp chuột trên Lục Bình á, Mẫn thấy nó cũng cực là tại vì Lục Bình nhiều quá mình bơi xuồng. Thêm một cái bến Lục Bình nào mà người ta bến non á người ta không có cắt đâu, cho nên là mình khỏe. Nhưng mà cái bến non á thì sẽ chuột cơm nhiều hơn chuột cống nhum, bến già thì cống nhum nhiều hơn. Bến già thì á phải tranh thủ đi thiệt là sớm, tại vì đi sớm thăm sớm không, nếu mà thăm trễ quá thì người ta sẽ cắt, người ta cắt chúng thì không phải là người ta tham của mình đâu, nhưng mà người ta cắt chúng xong rồi cái người ta cái gặp ở trên đó người ta cũng khó cắt nữa. Ví dụ như mà người ta bỏ chừa lại cái gặp của mình á thì nó sẽ trôi, cho nên là vẫn phải đặt gặp chuột mình phải thức thiệt là sớm luôn.
Rồi thường thường bây giờ là Mẫn là 4 giờ Mẫn thức, kiểu như có đồng hồ sinh học vậy đó. Là thay vì 4 giờ thức là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy là nó sẽ tự động mình thức giấc, mình ngủ không được. Xong rồi 4 giờ cái Mẫn thức luôn. Cái nấu cơm cho cha đi làm để sẵn ở đó. Rồi sáng mẹ sẽ vô cơm, rồi đầu Mẫn 4 giờ mấy Mẫn đi. Thường thường Mẫn tới mấy cái bến này là tầm 5 giờ hoặc là 4 giờ 45 gì đó, qua 5 giờ Mẫn sẽ quay. Nói chung là bữa nay Mẫn quá chừng bội thu luôn rồi. Hổng gà cho mình bán cũng nhiều lắm luôn. Khoảng 1 tháng Mẫn sẽ cập nhật số tiền mà mình bán chuột một lần nha cô chú. Thật ra Mẫn cũng rất là nôn luôn á. Kiếm được đồng nào mình đỡ đồng đó, mình đổ xăng mình chạy. Tại vì trên đồng nhà Mẫn bây giờ cũng có ít cá lắm luôn. Người ta thuốc ốc rồi cho nên là cá cũng chắc là nó đi đâu rồi. Khi nào mà chắc người ta bơm nước lên lại trở lại chắc từng hai tuần thì mới chạy cá nữa. Còn vốn dưới nội mà Mẫn cũng phơi luôn, phơi rong nhiều lắm, mình phơi rong luôn. Bây giờ là vừa có tiền mà vừa nói chung là công việc ổn định nhất hiện tại đó là đặt cặp chuột. Đặt cặp chuột ngày nào cũng kiếm được trăm ngoài hết, phụ tiền ăn hàng ngày. Bây giờ lát nữa Mẫn về Mẫn sẽ bán chuột luôn. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hội Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Được vậy rồi cô chú, quá ổn luôn, quá trời chuột luôn. Mấy cái con này mà không dám bỏ lên trên, bỏ lên trên nữa thì đẹp, nhưng bỏ lên trên nó tung cây gớm xuống nước tưởng.